Giê-xu có thực sự sống lại? Phần 2. Những lời lý giải. Lịch sử đã ghi lại sự kiện Giê-xu bị đóng đinh và xác của người được đặt trong một hầm mộ. Bên cạnh đó, việc ngôi mộ chứa xác Giê-xu bỗng nhiên bị trống cũng được xác nhận chắc chắn. Nhiều người và nhóm người bắt gặp Giê-xu vẫn còn sống. Và vì một lý do gì đó, các môn đồ đột nhiên quả quyết tin rằng Giê-xu đã từ chết sống lại. Phải giải thích những sự thật lịch sử này thế nào đây? Suốt lịch sử đã chứng kiến hàng loạt lời giải thích tự nhiên được đưa ra cho ba sự thật trên. Trong đó có bốn lời lý giải nổi tiếng nhất. Thứ nhất, thuyết âm mưu là quan điểm cho rằng các môn đồ đã bịa ra chuyện này. Họ trộm xác của Giê-xu từ mộ rồi nói dối đã nhìn thấy Giê-xu, tạo ra một trò lừa bịp vĩ đại nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, giả thuyết này bị kịch liệt phản đối. Quan điểm này bỏ qua các yếu tố thời đại, áp đặt góc nhìn từ lịch sử Cơ Đốc giáo thay vì của người Do Thái ở thế kỷ thứ nhất. Người Do Thái không hề có khái niệm về một đấng Messiah bị kẻ thù đánh bại, bị giết, huống hồ là còn sống lại. Người Do Thái tin vào sự tái sinh tập thể chỉ xảy ra sau ngày tận thế và không hề liên quan gì đến đấng Messiah. Thuyết âm mưu cũng không giải thích được đức tin thành thật của các môn đồ. Chẳng có ai lại muốn chết vì thứ họ biết rõ là giả cả. Từ Tân Ước, rõ ràng có thể nhận thấy được tất cả những người này đều thực lòng tin và sẵn sàng chết vì sứ điệp của họ. Đó chỉ là vài lý do vì sao không một học giả nào bảo vệ giả thuyết này. Giả thuyết thứ hai được đưa ra đó là việc giả chết. Giê-xu thực ra chưa chết, mà bằng cách nào đó tỉnh lại trong mộ, bỏ trốn và sau đó thuyết phục môn đồ mình đã sống lại. Lý thuyết này cũng bị phản đối dữ dội. Về mặt y học, đó là chuyện không thể. Lính La Mã là chuyên gia hành quyết, lành nghề giết người và đảm bảo nạn nhân phải chết trước khi chôn. Hơn nữa, Giê-xu trước đó bị tra tấn dã man đến mức nếu còn sống sau khi đóng đinh, ông vẫn sẽ chết trong hầm mộ. Thứ hai, giả thuyết này là cực kỳ vô lý. Thấy một người dở sống dở chết bò ra từ mộ đầy vết thương rỉ máu như vậy, chẳng ai lại nghĩ ông vừa vinh hiển sống lại cả. Vì vậy, không một sử gia Tân Ước hiện đại nào ủng hộ thuyết này. Giả thuyết thứ ba, xác chết đã được mang đi. Có thể Joseph, người xứ Arimathe, đã tạm thời đặt xác Giê-xu trong mộ của mình cho tiện. Rồi sau mang đi chôn ở nghĩa trang dành cho tội nhân. Đó là vì sao các sứ đồ thấy mộ bị trống, họ tưởng Giê-xu sống lại. Giả thuyết này cũng không hợp lý, vì luật pháp Do Thái nghiêm cấm việc rời xác sau khi đã mai táng, ngoại trừ tới mộ gia tộc. Hơn nữa, nghĩa trang cho tội nhân vốn đã nằm rất gần với nơi hành quyết để tiện cho việc mai táng. Chưa kể, ngay khi các môn đồ tưởng Giê-xu đã sống lại, Joseph hoàn toàn có thể đính chính lại sự việc. Và lại một lần nữa, không một học giả hiện đại nào ủng hộ thuyết này. Cuối cùng, giả thuyết ảo giác. Các môn đồ không hề nhìn thấy Giê-xu, mà chỉ đang tưởng tượng ông xuất hiện trước họ. Tất cả chỉ là ảo giác. Giả thuyết này có rất nhiều vấn đề lớn. Trước hết, Giê-xu xuất hiện không chỉ một lần, mà nhiều lần. Không chỉ ở một nơi, mà nhiều nơi. Không chỉ với một người, mà rất nhiều người. Không chỉ từng người, mà là cả nhóm người. Không chỉ với người tin, mà cả người không tin nữa. Chưa từng có một trường hợp ảo giác nào được ghi nhận giống như việc Giê-xu xuất hiện sau khi chết.
Thứ hai, việc ảo giác thấy Giê-xu sẽ khiến các môn đồ Do Thái ít nhất tin rằng Giê-xu đã về trời, chứ không phải là sống lại. Risen from the dead, in contradiction to their Jewish beliefs. Moreover, in the ancient world, hơn nữa, ở thời cổ đại, nhìn thấy người đã khuất không phải là bằng chứng sống lại, mà rằng người chết đã về thế giới bên kia. That he was dead and had moved on to the afterworld. Finally, this theory giả thuyết này thậm chí còn không hề lý giải ngôi mộ trống. Cả bốn giả thuyết tự nhiên phổ biến nhất đều không thể lý giải cho những sự thật lịch sử này. Vậy nguyên nhân là gì? Lời giải thích còn lại đến từ những nhân chứng đầu tiên cho rằng Chúa đã khiến Giê-xu sống lại. Khác các giả thuyết trên, nó giải thích được việc ngôi mộ trống, sự xuất hiện của Giê-xu và niềm tin quả quyết của các môn đồ. Nhưng như vậy có hợp lý không? Việc sống lại là chuyện siêu nhiên, phép màu chỉ có Chúa làm được. Nhưng nghĩ mà xem, nếu Chúa tồn tại được là việc có thể, thì phép màu cũng là việc có thể, không thể loại trừ được. Việc Chúa tồn tại là việc có thể xảy ra. Vậy còn bạn giải thích như thế nào?